rồi, từ 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 có hết đủ rồi, bên kia số lượng rồi, cái rồi, rồi, có hết, có đủ cho bà con hết, yên tâm. Phương tiện anh đi là gì? Hai họ hai tầng, hai họ hai tầng, ba họ kia hai tầng. Tinh chung vô đó này rồi, rồi mà. Đây nơi cần đến, nha bà con mình ghi đầy đủ thông tin theo một nha. Alo. Ngoài thông tin của mình, họ tên, số điện thoại. Lên trên báo ra toàn là lãnh đầy 2, đập 3 ăn đầu tiên đi tiếp. Cái lãnh là chưa được kiếm được một xương mà để cạo gió nữa. Chốt thì chúng ta chờ thôi. Đó cái cháu bên kia đó, anh cho cháu vô nghỉ đi, tôi thấy cháu để cho cháu đảm bảo sức khỏe, cái anh đẹp môi thế rồi cháu làm sao? Anh bóp kẹt đó, anh đẹp môi phải thương chứ. Không cho, không cho hết, tự nhiên cho hết. Bây giờ thực hiện thôi, ý kiến chỉ đạo thủ tướng là tỉnh tao cũng phải thực hiện nghiêm hết. Chứ không phải thành phố cho cái anh về lại, tỉnh khác cho anh về đâu. Đấy, em đã nói rồi, em đã nói với anh rồi là em đã liên hệ cái tỉnh đó các anh. Mà các anh cứ tạo hiệu ứng đám đông, các anh làm như thế này là mệt mỏi nhau thêm. Ở đây là rất là nhiều chị là đã rất là mệt mỏi rồi. Còn cái tớp lúc nãy mới qua là vẫn còn ở dưới đó, cũng rất là mệt mỏi luôn. Cho nên là thủ tướng đã chỉ đạo rồi, là thực hiện là thực hiện chung thôi, chứ đâu thể nào mà chúng ta gỡ chốt cho các anh qua được. Cho nên là tôi đề nghị là các anh là giữ trật tự. Không ngạc bô. Tự nhiên nãy gỡ cho tớp kia qua, còn tớp thì bỏ lại ai chịu. Không được. Em đã nói chủ trương thành phố là không thể nào cho các anh qua đây được. Nhưng mà thà nãy anh không cho luôn, còn anh cho anh tớp anh chặn lại tớp. Tớp kia là nó ở dưới, chứ không phải là chưa có cho qua. Bây giờ cái người này tớp này đang chặn hết, cứ tự nhiên cho anh tớp cái cách. Tôi dám một mình luôn, tôi có tắt được càng, cứ hỏi lỗi tôi ăn cái gì, bốn tháng đây. Cho tôi được nhiêu. Thì nằm ở đây nghỉ, chừng nào chốt cho đi mình đi, anh em mình đi thôi. Chứ giờ quay lại thì cũng không có chuyện đi làm. Em chạy từ quận 7 lên đây mà em đi từ hồi ngày qua nay mới được tới đây. Giờ quyết định nằm ở đây tới đây, nhưng em đi về Đức Hòa không cho thì em quay lên đây. Quay lên đây ở đây thì anh em cho về thì về. Còn không cho về thì cứ nằm thủ ở đây chừng nào về được thôi. Chứ quay lại thì cũng không có gì ăn chứ. Mong muốn được chiều quay thôi chứ ở đây là trụ không nổi Sài Gòn này. Hỗ trợ thì nói chung hỗ trợ thì chỉ mì với gạo. Mà ăn 2-3 tháng trời ăn đâu nổi. Từ quận 7 em đi lên tới Đức Hòa. Đức Hòa hôm qua không cho qua, em quay lại. Em quay lại rồi ở dưới hết ngày.
Còn nguyên ngày nay em đảo chốt lên đây, lên mới được giờ này mới được tới đây. Giờ chạy xuống nằm đỡ lưng chút xíu chốt cho qua thì về, còn hôm qua thì nằm hoài luôn. Hai ngày nay thì đem mì theo trên xe đó, với bà con có hỗ trợ mì, bánh mì với nước, ăn uống dọc đường. Chứ cũng không có nước nóng để nấu mì gói ăn nữa. Dạ em rất là vui. Nhưng mà em vui nhưng mà em không tin tưởng. Tại vì em cảm thấy em bị lừa nhiều rồi. Nhưng mà tại vì tụi em khổ quá tụi em mới về chứ đâu, không mà tụi em về vậy đó kìa. Em vui thì em vui nhưng mà em cũng lo lắng là sợ không biết là có thật như vậy hay không. Em ở chợ quận 7, em bị mắc kẹt ở đây hồi tháng 4, không có tiền. Và từ khi mà dịch tới giờ em không có được hỗ trợ gì cả. Tại vì lúc trước đó, em không về là em tin tưởng là khi mà chính quyền nói là đợt này đợt sau nữa thì sẽ cho về, thì em tin tưởng, em suy nghĩ là chính quyền sẽ kiểm soát dịch và sẽ cho người dân đi về. Rồi cái lần này em cảm thấy là mất tin tưởng rồi. Tại vì nhiều lần quá thì người dân mình sẽ không còn tin tưởng nữa. Ví dụ hứa hẹn, ví dụ những người mà có công việc làm á, thì không nói gì, giống như em á, dịch đó thì em sợ dịch quá thì em xin nghỉ. Mà bây giờ em xin nghỉ dần em đâu có việc làm nữa đâu chị. Hồi đợt trợ cấp á, lâu lâu em chỉ được có vài ký gạo vậy thôi. Rồi tiền á là người ta toàn là người ta lại, người ta ghi danh sách, người ta nói là đợt này có, nhưng mà thực ra mấy tháng nay em không có được nào. Nhà em đợi đây từ hồi trưa tới giờ, em có thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà em vẫn hy vọng là chính quyền hôm nay thấy mọi người như vậy, cực khổ như vậy, thì sẽ tạo điều kiện cho mọi người về quê. Tại vì ai cũng cực khổ như ai thôi. Người ta làm muốn để được về quê với gia đình người ta, thà ví dụ dịch bệnh người ta về nhà, người ta vẫn yên tâm hơn ở trên đây một mình. Tại vì hồi nãy em vừa hỏi với anh công an á, thì em hỏi á là anh ơi, cho em hỏi là hôm nay ghi như vậy á, là có thực sự là tạo điều kiện cho tụi em về hay không, thì anh nói là khẳng định là đợt này ghi là anh sẽ chắc chắn là sẽ tạo điều kiện cho tụi em về. Các em còn nói là có thiệt vậy không anh, hay là chỉ là lừa dối em, giống như hồi nãy mấy đợt mà các mà em đi chốt từ cái chốt mà Nguyễn Hữu Chí không, thì là người ta cũng ghi, em ghi từ hồi trưa tới giờ luôn mà cũng không có gì hết đó chị. Em hồi trưa giờ là em một mình em đi tùm lum đường hết luôn á chị. Ngày nay em khóc, hồi nãy lúc mà em tới chốt đằng kia em cảm thấy bế tắc quá. Tại vì á, cái hàng rào á chị, rào gì nè, xong rồi cái người ta gài, cái thấy tụi em nhiều quá, người ta gài kiểm gai như vậy nè. Mình cảm thấy mình á là sống cuộc ở đất nước tự do, độc lập, tự do, hạnh phúc. Mà tại sao con người với con người như vậy mà gào như vậy? Trong khi những cái đợt dịch trước á, thì người dân từ nước ngoài về, dịch bệnh từ nước ngoài về, thì người ta kêu gọi là để rước người nước ngoài trở về, rước con em người ta trở về. Tại sao khi mà bây giờ dịch bệnh trong nước của mình đây mà tỉnh lại không rước con em như mình về? Có như vậy là quá bất công với người dân mình. Bà con phải ghi cụ thể vào đấy để chúng tôi là tính số lượng, còn tôi báo cáo về ở địa phương của các bà con và các cụ thể đồng nghiệp của bà con. Cái thứ hai, sau khi bà con ghi thông tin xong thì chút nữa phải có lực lượng là tổ chức bà con cái nơi nghỉ để chờ. Thực tế là bà con đứng ở đây là rất là mệt, nhất là mấy em nhỏ ở đây là nó khác nhau, chứ không thể là như này là rất lộn xộn. Kể cả bà con nhóm tỉnh nào có chi bà con về nhóm tỉnh đó, để chúng tôi dễ kiểm soát số lượng và phương tiện để chúng tôi tổ chức lực lượng cho bà con. Nhưng mà đại chở không tới. Về cái địa chỉ của bà con, bà tỉnh. Nói chung á thì nếu mà nghe tin được cái này về, cảm xúc thì chỉ là mừng vui chứ không biết dám nghĩ được nói gì điều gì hơn nữa. Thì bao tháng nay thì cũng thất nghiệp, cũng không có xoay sở được cuộc sống, thì mà được về với vợ con dưới quê thì rất mừng vui. Thì bao nhiêu tháng nay với lại cực khổ mấy ngày nay dằn vặt gì, dầm mưa giải nắng chỉ được cái này thôi mà. Nếu mà cái này mà đã nói ra gì đời nấy rồi lại dối thì chắc không có ý nghĩa gì đâu. Thì em chỉ ghi thông tin nơi ở của em và nơi về địa phương của mình đó, rồi số điện thoại vậy thôi.
Thì nói chung thì hành trình hôm nay thì vất vả, cũng đi nhiều chốt, đi lên quanh nói chung trong cái khu này thôi, thì cũng chờ đợi. Với lại thì cũng có một mình nè, thì vợ với quê thì cũng mới sanh, con cũng được mấy tháng à, cũng không có được chăm sóc. Với lại thấy ở đây nó cũng việc làm thì ngày có ngày không, mà dịch thế này thì cũng chưa chắc gì đã có việc làm ổn định để mình đủ khả năng nuôi vợ con. Nên nếu muốn về quê, ví dụ có rau cái gì đó thì mình cũng không có đóng tiền nhà trọ hay là bất cứ phí gì khác nữa. Thì nên thì chỉ muốn về quê thôi, rồi sau dịch ví dụ như hết thì mình quay lên Sài Gòn làm tiếp. Thì khi nào mà cảm thấy nó không còn ai ở đây nữa thì lúc đó mình là tuyệt vọng, nếu còn người thì còn hy vọng. Động lực về, có cái động lực của mình về với vợ với con mình, thì nên là mình phải làm được điều đó. Giang á, là trước á, là cũng mới dịch đó, là anh cứ đưa vợ con về rồi, rồi mới quay lên tính làm mà trả nhà trọ rồi xong rồi về luôn. Thì quay lại thì nó chưa kịp mình tính thì nó đã ra chỉ thị thì kẹt lại tới giờ luôn. Có cơ hội để ông về hả, là với bà con nè, thì có về được thì về, còn về không được thì tính sau. Hy vọng nào cũng là chút xíu cũng được, cũng chơi nữa. Chưa, bây giờ cho ba chú cũng mừng chứ có gì mệt nữa. Bây giờ ở đây chết đói luôn, chạy nằm cho đỡ mệt để thông chốt qua đó, để chú người ta mở cửa mình đi về. Giờ ở đây có gì ăn thì nằm đợi đây luôn, chứ bây giờ về tiền đâu đóng không trỏ, tiền đâu ăn. Cha mẹ về quê, già mình thì lao động chính để nuôi gia đình đó. Tại vì đói quá, không có tiền ăn rồi về. Đâu mà tao nằm lợi qua chỗ. Cái miếng giải đem theo. Miếng giải đẩy xe đó. Giải đem theo đang nằm. Thì cố gắng chịu chứ sao. Cố gắng chịu sao vậy. Hoàn cảnh ở đây, trên thành phố này giờ. Bây giờ quyết định về quê rồi, chứ không có trở lại thành phố gì nữa. Ở gì mà 4 tháng trời có chịu gửi ăn sao sống gì nổi. 4 tháng trời. Tôi làm hơi dịch là công trình nó cho nghỉ, hay là không dám làm nữa đó. 4 tháng trời có chịu gửi à. Mò mỏi vậy đó chứ sao không mò mỏi. Tôi thức gì cũng thấm chứ. À, chú thấy hả, thất nghiệp mà không, nhà nước không có hỗ trợ được cái gì hết trơn á. Có 4 tháng mà được có 1.500.000 là rồi sao sống. Tiền nhà trọ là ra là 4 tháng 8 triệu rồi. Rồi sao sống, chỉ ăn rau muống với nước tương á. Rồi kể cho bấu đổ, khi lâu bộ đội lại cho miếng rau, miếng cải với 5 ký gạo. Cho rồi được, sao sống, giờ phải về quê làm ruộng đồ ăn chứ sao. Cho được đâu, cho được đâu, được 20 ký lô gạo. Chứ làm sao bây giờ. Ở đây thì không có tiền đóng thầy trọ, ta thiếu người ta mấy tháng rồi. Thì năm nay thì tất nhiên suy nghĩ giống như là mình hoàn cảnh mình về nhớ mà không cho qua này. Năm nay cũng buồn lắm chứ, mà tại vì cũng rất giả vậy lắm chứ. Trên đây sống là bệnh dịch này giờ không có làm được đâu, sống nổi đâu, mình phải đi về quê sống. Chứ trên này vô phương. Bây giờ nếu vô công trình á là 20 người vô một sàn. Làm từng lễ đi test lại thế nào dính được 2 người. Dính được 2 người đó rồi nghỉ mười mấy ngày nữa. Chết nữa. Thôi chẳng thay vậy mình đi về quê mình sống đi, chừng nào hết dịch mình lên làm tiếp.